Đừng nói khi yêu, Ly quyết định quay trở về giúp mẹ quản lý tiệm bánh, trở thành cô thợ bánh xinh đẹp khiến Quy phải đắm say. Bộ phim Đừng nói khi yêu dù chỉ mới lên sóng nhưng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của đôi bạn trẻ Ly và Tú, hai con người hai giới tính cùng với một tính cách thích tự do độc lập, không thích phụ thuộc. Với Tú là một chàng trai xuất thân trong một gia đình trí thức có bố mẹ là công viên chức và luôn có định hướng cho anh theo nghề của bố mẹ. Nhưng tính vốn thích làm việc chạy theo đam mê của mình, chính điều đó đã làm cho mối quan hệ của Tú và bố luôn mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Còn Ly là một cô gái cá tính, xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm bánh, nối nghiệp từ đời ông xa để lại. Mà bố mẹ Ly là chỉ có duy nhất một đứa con gái chính là Ly. Nên lúc nào mẹ Ly cũng muốn con gái của mình đồng ý nối nghiệp của tổ tiên để lại. Nhưng với một cô gái thích sự tìm tòi học hỏi, bay lượn bên ngoài và cô biết rằng nghề làm bánh cực kỳ vất vả, thức khuya dậy sớm. Với một cô gái trẻ như Ly, chắc chắn cô sẽ không bao giờ đồng ý. Ly là một cô gái thông minh và luôn nghiêm túc chăm chỉ trong công việc. Nhưng vốn bản tính thẳng thắn, không thích nịnh nọt của cô nàng chính là nhược điểm của cô trong giới văn phòng. Việc bày tỏ quan điểm cá nhân đòi hỏi sự công bằng cho lẽ phải là đúng. Nhưng đó là những người khiến cho sếp không ưng mắt. Chính điều đó đã khiến cho Ly không ít lần bị đuổi việc. Với một hồ sơ liên tục bị nghỉ việc chỉ sau ít tháng, chính là sự trở ngại, là rào cản khiến cho nhiều công ty không dám nhận Ly vào làm. Và điều này cũng khiến cho bà Phương, mẹ của Ly vô cùng thích thú. Sau nhiều lần xin việc bị từ chối, cùng vào đó là những lời đưa đón phân tích từ mẹ Phương. Cuối cùng Ly đã mủi lòng, đồng ý quay về phụ mẹ làm bánh. Để không bỏ lỡ những thông tin mới hấp dẫn tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem bộ phim vào lúc 21h40 thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên sóng VTV3. Và đừng quên ủng hộ kênh của mình bằng cách đăng ký, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để là những người đầu tiên xem video mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.